Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Việt Nam. Hôm nay kênh Cờ Tướng Việt Nam tiếp tục gửi tới các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Vũ Quốc Đạt và Hà Văn Tiến. Đây là vòng thi đấu thứ tư trong khuôn khổ giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2024. Và ở phần thứ nhất, chúng tôi sẽ trình bày nguyên phổ trận đấu, và phần thứ hai sẽ là phần review lại trận đấu. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong trận thi đấu này, Vũ Quốc Đạt được cầm đỏ đi tiên.
đến đây, Hà Văn Tiến bị phạt pháo nên đã bung cờ chịu thua. Chiến thắng dành cho Vũ Quốc Đạt, một chiến thắng rất xứng đáng. Chúng ta cùng tiếp tục đến với phần review lại trận đấu. Tại đây Hà Văn Tiến binh 7-1 ăn lên tốt, tuy nhiên cũng có thể nhảy mã lên, sau đó thoái mã về để truy bắt pháo. Chúng ta cùng tiếp tục. Tại đây Vũ Quốc Đạt bình xe sang, và tuy nhiên cũng có thể lựa chọn dùng pháo vật tốt ngay, chiếm lấy thực lợi. Chúng ta cùng tiếp. Tại đây Hà Văn Tiến thoái pháo về, tuy nhiên đây là đời được đánh giá là một nước đi không tốt. Hà Văn Tiến nên bình pháo 6 bình 7, vì thế trận sẽ ổn hơn. Chúng ta cùng tiếp tục. Hà Văn Tiến thoái pháo về, và ngay lập tức Vũ Quốc Đạt không bỏ lỡ cơ hội đóng ngay trung pháo, và con pháo trở thành con pháo rất bế tắc và rất dễ bị bắt. Đến đây Hà Văn Tiến buộc phải thí xe vào pháo, chiêu trùng tam xa buộc Vũ Quốc Đạt rất hay. Và đến đây Vũ Quốc Đạt bắt chết pháo của Hà Văn Tiến, nên Hà Văn Tiến buộc phải buông cờ chịu thua. Một trận đấu rất hay của Vũ Quốc Đạt. Chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.